Xin chào các bạn, hôm nay shop Phong Thủy Lương Sơn xin giới thiệu với bạn thanh katana màu trắng có tên là Wado Ichimonji. Đây là một cái thanh katana hay được nhân vật Zoro trong phim hoạt hình One Piece hay thường xuyên hay sử dụng. Thì cái thanh này ấy, nó là một trong 21 thanh đại bảo kiếm của Waza Mono. Thanh kiếm này nó có vỏ kiếm màu thuần trắng. Đó. Thế thì những cái hộp bạn có thể nhìn thấy những cái hộp chi tiết nhỏ này, này thì nó được làm bằng hợp kim sắt mạ màu đồng. Thế bây giờ mình sẽ đi vào phần chi tiết của cái thanh katana màu trắng này. Đó. Đây là hợp kim bọc phần vỏ kiếm, dây buộc. Đây là vành kiếm. Vành kiếm hình gọi là hình bầu dục, và nó thiết kế nó khá là đơn giản. Nó không quá màu mè. Chuôi kiếm cũng được bọc bằng hợp kim mạ màu đồng. Thế thì bây giờ mình sẽ đi vào phần sâu, phần chi tiết của cái thanh của lưỡi kiếm. Đây các bạn có thể nghe thấy cái phần âm thanh để cảm nhận được cái độ khít giữa vỏ kiếm và chuôi kiếm khi rút ra. Đây là phần lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm thì nó được làm bằng thép carbon. Phần lưỡi màu trắng và phần sống thì là màu đen. Lưỡi kiếm nó dày khoảng 0,4 mm và sống kiếm thì nó dày 2,5 mm. Trọng lượng của cả cái thanh kiếm này và cả vỏ kiếm nó nặng 1,2 kg. Khi mà có ánh sáng hát vào thì nó sẽ tạo thành hiệu ứng như này, rất là bóng đẹp đấy. Thế thì các bạn nào muốn lên đặt thanh kiếm này thì hãy liên hệ với shop theo cái số điện thoại ở ngay dưới phần video này. Shop sẽ khi mà shop nhận được thông tin sẽ liên lạc lại với các bạn và chốt lại đơn hàng này cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.